Chúc Dương Florida xin chào mọi người. Đây là buổi sáng ngày thứ hai ở Las Vegas. Đây là sáng sớm từ cái view phòng tầng 20 của em ngó ra là sẽ nhìn xuống hồ bơi. Giờ này buổi sáng người ta đang dọn dẹp lên lớp hồ bơi nè mọi người. Hồ bơi, 6 cái hồ bơi ở dưới luôn. Mùa hè ở đây người ta đi đông lắm mọi người. Đi bơi đông lắm. Hồi cuối tuần á, ở Florida, ở Las Vegas nó có chương trình đua xe thể thao ở đây nè mọi người. Mà em đi thì thứ hai thì nó hết rồi, mới xong cái show đua xe đó. Wow, 9 giờ rưỡi sáng, không biết ở ngoài trời có lạnh không mà người ta đi bơi mọi người. Rồi 6 giờ rưỡi sáng thì nhân viên lên ốp hút bụi đổ dưới hồ bơi. Bây giờ họ sắp xếp bàn ghế để cho nắng lên bà con xuống bơi. Ở trong phòng là em thấy lạnh rồi mà không biết sao mà người ta xuống bơi hay ghê. Trời ơi, nằm phơi nắng nữa, trời chưa có thấy nắng, giờ mới 9 giờ sáng nắng chưa dội vô đây nè mà bơi gì. Ok, đây là ngày thứ hai. Giờ này là gần 12 giờ trưa rồi. Mấy cái quán ăn ở Las Vegas thôi cho á họ cũng mở rồi. Giờ chồng em đi ăn cơm trưa. Rồi để coi hôm nay có tiết mục gì không, tại ngày hôm qua là tối. Không có xuống đây chơi kéo máy hay chơi gì hết. Nói vậy thôi chứ chơi gì chơi tốn tiền. Chơi nó dụ mình tốn tiền thấy mộ luôn, ăn nó gì thua. Chắc thua không quá chứ ai đi Las Vegas này ít ai mà ăn lắm mọi người. Chủ yếu qua đây chơi ngắm đường xá với du lịch ăn uống là chính à. Đó, đây là từ ở trên phòng em ở đi xuống sảnh đó mọi người. Con nít không có được, con nít chỉ có đi ngang thôi chứ không có được vô chơi hoặc đứng ngó. Vì phải trên hình như 20 tuổi trở lên mới được vô đây chơi đánh bài. Ở ngoài đường á giờ này vắng không đông chứ khách sạn lúc nào cũng sáng trưng 24/24 hết trơn mấy cái resort. Rồi xui quá, ta đang sửa thang máy loại bộ lên nè, lên cầu thang xong nhiều khi em nói chuyện hơi nhựa giấy mọi người, tại vì em vừa đi em vừa quay em vừa nói á nên nó mệt lắm. Chứ mới vừa lội cầu thang lên nữa nín thở luôn. Chỗ này là phía bên nhà hàng shopping, mình có thể mua sắm đồ ở trong mấy cái resort hotel này luôn. Đa số trong đây toàn là nhà hàng quán ăn đồ ăn của Mỹ nên ăn cũng ngán. Vợ chồng em thích ăn ra ngoài ăn đồ ăn của châu Á hơn. Đó, hai bên bảng đó nó có giới thiệu mấy cái nhà hàng quán ăn đó mọi người. Rồi giờ lên thang máy đi lên chỗ đậu xe. Wow, vừa ra khỏi thang máy vô bãi đậu xe. Lạnh, mùa này lạnh. Ở ngay khách sạn mình nãy trên cái chỗ đậu xe mình chạy là sát luôn á. Anh đang đi Highland luôn kìa. Vậy từ trong Bắc Kinh mình chạy ra mình đâm thẳng là tới chỗ này luôn á anh. Đi bộ thì 13 phút mọi người. Ở trên đây thì đường đi xe lửa, xe điện. Kìa cho anh kìa đó. Wow, chắc cửa vô đâu đây nè.
Emily, mình sát nó luôn nè. West Floyd kìa, cứ vô kìa. Ủa nhưng mà đâu đâu có chỗ đậu xe cho người ta vô đâu. Đó, that's the entrance right there. But where's the parking? I think about đâu có chỗ đậu xe đâu. Làm gì nó chưa có mở cho public đâu. Có, cho vô rồi. Chỉ đi bộ. Đi bộ vô thôi à. You can only walk there. Wow, bự quá. I don't think you can park there yet. Nè nè, xe đua nè anh, thấy không? Nè. Las Vegas hồi tuần trước thứ bảy chủ nhật nó có chương trình đua xe á mọi người. Phải mấy con đường này nè. Họ ấy cho cái hình như đua thể thao cái gì á. Nhiều người đi coi lắm. Phía trước mặt em là núi mọi người, núi bao quanh luôn. That's the for the dental. Thì bây giờ cái mọi người có dịp đến Las Vegas á, cái đường Mountain này là khu vực dành cho ăn uống á mọi người. Cứ tới khu đường Mountain này là nguyên một đoạn đường dài này luôn. Nhà hàng phở Việt Nam, đồ Tàu, đồ đủ thứ đồ đây hết. Đó, ở đây có cái điểm sắm. Cú một bà không? Ta còn mở, mẹ mà nó đóng cửa. Việt Noodle Bar, nhà hàng Việt Nam. Chỗ này bán đồ ăn được lắm nha mọi người. Lần trước gia đình em có lợi ghé đây ăn một lần. Con em nó thích ăn bún thịt nướng với cơm sườn nướng ở đây. Đi ngày đầu tuần nên không có cần phải ship hàng nhiều như mấy ngày lễ. Mà cũng phải để tên vô để cho người ta kêu. Hủ tiếu mì. Nãy giờ em tưởng đâu cái biển số. Đây nè, người ta dán cái này giống như là tên của mấy cái món ăn. Hôm nay ngày đầu tuần mà vẫn đông người Việt Nam, người châu Á mà lại ăn. Em sẽ quay sơ menu của quán, thực đơn của quán cho mọi người xem. Hôm nay ngựa em sơn móng cho nó đẹp để khi cầm cái thực đơn mọi người không có thấy cái móng tay của em. Thì giá mấy cái món ở đây thì cũng dao động từ 11 đến 16, 15 đồng cho một phần ăn. Mai là ngày tường mà mọi người thấy không, muốn phụ hết tất cả các bàn ở đây luôn. Đây là tô phở đặc biệt 16 đồng một tô. Đây là một phần cơm thịt nướng trứng của con gái em, mà bên kia là bún thịt nướng của anh nhỏ. Con gái em rất thích ăn đồ nướng ở đây mọi người. Bún tôm thịt nướng chảo tôm nem. Ê anh kêu thập cẩm luôn hả? Hai cha con ăn bún, một người ăn cơm. Cơm. Chỗ này nêm nếm vừa ăn đó mọi người. Phở đậm đà. Thịt nướng cũng đậm đà luôn. Đồ ăn đây ngon. Gia đình em đã ăn sạch thành xanh. Nếu mọi người tới đây nên ăn tô nhỏ nha. Thật sự là tô nào tô nấy, phần nào phần nấy nó cũng bự mọi người. Ăn lớn quá ăn không hết. Em kêu phần bự không, bây giờ ráng ăn ứ nữ luôn. Ra khỏi tiệm phở, mọi người nhìn bên tay trái nè. Tiger Sugar.
không? Quẹo qua đây liền luôn. Can we sit inside? Phở thanh, bánh mì xôi, bánh cuốn Việt Nam sandwich. Trong đây có ở đây thì có cái Tân Tùng Ký là chỗ bán điểm sắm buổi sáng. Ba lấu của em là em lộn, nó còn nằm ở phía dưới đó nữa mọi người. Nhưng mà nó cũng ở, nằm ở trên đường Mountain nè. Mỗi lần mà đi Las Vegas là mấy cái chỗ parking của mấy cái building nhà hàng đồ không có chỗ đậu nữa. Đây là chỗ này bán ngon mọi người, nhưng mà nó không có cái chi nhánh ở dưới thêm bà Florida em. Còn mọi người ăn điểm sắm thì có thể ghé qua bên đây Tân Tùng Ký, người ta ship hàng quá trời luôn, tới mùa lễ là ship hàng dài luôn. Cũng đỡ hôm nay không đầu tuần nên đi đâu cũng không cần phải get line nhiều. Mấy đợt trước tới đây là đứng ở ngoài cửa đặt không à. Rồi còn ý nó uống gì? Trong khi chờ đợi người ta làm boba để em qua, ở đây thì có bán đầy đủ lư hương, đồ ở trong chùa. Thì em sẽ qua bên phía bên đây. Ở đây cũng bán bô bà luôn, và của người Việt Nam. Giống như là một chợ mọi người, vừa chợ mà vừa có quầy phở luôn. Ồ, người ta bán, người ta mở chợ với phở ở trong đây luôn. Hình như em đang thấy mấy người rapper Việt nó đang ở đây. Dạ, đợt trước ghé con không có để ý, con qua con uống vô bà bên đây nè. Ồ, bên đây. Ủa sao cái ly này bằng mũ hả? Sao thấy được bên trong? Của ba hả? Trời ơi, ba uống Hello Kitty kìa em ơi. Hey, give me that. Nha. Ba ba đã thành ly Hello Kitty. Nè. Cái này cái này của Eden nè. Trời ơi, em thì màu đen, chồng em thì màu hồng. Ghê chưa? Hồi bữa nay nó ít ly trong à. Ngon không? Uống trà sữa mà mập luôn. Chỗ này trực thăng cho thuê nè mọi người. Đó, thuê để mình chạy vòng vòng coi review Las Vegas á. Chỗ trực thăng nó thuê cũng gần trong đây luôn ha. Sân bay trực thăng cho thuê xe. Nó nằm trong một khu mọi người. Đó. Nó có xe tới nó đưa tới nó rước mình luôn á. Đấy, bay bay vòng vòng hết. Ủa, nguyên cái băng Las Vegas chơi luôn. Đó, chỗ phun nước cũng vậy. Đây là con đường đi thẳng, một con đường này là đường gì anh? Nguyên con đường toàn là khách sạn resort không à.
Hay gì đi sang bộ, nó có thang máy cho mình đi lên rồi chồng. Thang máy đi lên cầu nè. Bấm thang máy đi lên. Nó chả đi bộ đi qua được. Đó mọi người thấy không? Đi thang máy đi lên rồi đi qua cầu. We tưởng sẽ tới statue, the lion statue. Không ạ. Ồ, đi bộ hết chỗ này thôi. Từ chợ đầu đường cuối đường là mỗi giờ luôn. Vậy mà người ta đi bộ quá trời luôn, đi bộ tao chụp hình nè. Ôi, ban đêm chỗ này vui lắm. Sáng rực ánh đèn. Hey look, Stranger Things is official store. Official store. Ông bác cho B-Ren nha, MC. Đi bộ mỗi giờ luôn, mai là có thang đứng đi lên nữa. Đang xây lên gì nữa nè. Ta đi bộ mà, đi bộ hết con đường này là mỗi giờ. Thôi em quay vậy cho mọi người bà con coi nè. Ở trước là người ta đi bộ, còn cái này là phía sau cái ghế nó quay lại mấy người đi phía sau. Quá trời luôn.
thằng con nó nôn đi bơi, giờ nó vẫn kêu đi bơi. Lầu 4 là lầu có hồ bơi. Phải đem khăn hay đền. Đây nè. Wow, vậy ai ở lầu 4 đi ra ngoài hồ bơi. Tiện luôn mọi người. Em tới lầu 20 lần. Rồi, gia đình không có đồ bơi, vẫn đó bơi được không ta? Thấy trời lạnh quá đâu có đem đồ bơi đâu. Thiệt luôn á, trời lạnh vậy mà bơi gì trời. Đi đường này trước đi. Pick up khăn à. Vậy khỏi cảm ơn, cần đem khăn. Hai người này không biết họ đem khăn theo. Ok. Chỗ này là chỗ lấy khăn. Rồi. Không biết con em bơi đường nào khi với cái quần đó nữa trời. Ý, thiệt luôn, người ta hay quá trời trời, lạnh rét luôn mà vẫn đứng trên lầu cao nhìn, đứng đó kiếm trên lầu đó mà em nhìn xuống mà vẫn có người đi bơi mới ghê. Tôi nghĩ mùa hè ở đây rất là vui. Thẳng đây đền. Thẳng chứ đây thẳng. Đây nè. Ở đây có, không biết có bao nhiêu cái quầy bar nữa, mà mới ra là thấy cái quầy bar đầu tiên. Bên đây có một cái hồ bơi. Mỗi hồ bơi có hai nhân viên. Đó mọi người nhìn kìa. Nhân viên ta bận áo lạnh luôn. Mà biết sao mà mấy người này xuống bơi hay ghê. Của em là tầng 20 ở trên đây nè. Đó. Nhưng mà ở đây ít nắng quá. Đây tổng cộng 1, 2, 3 hồ. Thôi bơi đi này đó. Đâu 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 đây nè. Đây nè. No. Đây nè. Người ta phơi nắng. Có nắng thì đỡ lạnh, nhưng mà không có nắng thì rất là lạnh nha. Honey. Ở đây nó có nắng mà mi ngồi chờ con được. Nhân viên lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng. Cũng ôm một cái áo phao nữa. Em sẽ quay hết. Ở đây tổng cộng hình như có 6-7 cái hồ bơi. Còn hồ bơi bên kia nữa. Ở đây chỉ là mới có một góc à. Trời ơi, nít bơi quá trời luôn.
Không ở đây hả? Trời ơi, thằng con em nó ngại chỗ đông người mọi người ơi. Nó đòi qua hồ bơi bên kia. Phơi nắng không? Chỗ này có nắng nó không chịu bơi. Trời ơi, nó bắt mẹ nó qua bên đây ngồi lãnh thấy bà nội nè. Trời ơi, hồ quy kia đông ngại không bơi. Qua hồ đây đi chứ, ít người mới dám bơi. Tuy là ở trên thời tiết nó lạnh nhưng mà ở dưới tất cả các hồ đây là đều là nước nóng mà mọi người. Bơi lên mẹ. Aiden, bơi lên đây. Sáu cái hồ bơi ở đây đa số cái chiều sâu nó có từ có 3 feet 6 inch nè mọi người, nên con nít có thể bơi được từ ở đây, bơi ba cái hồ bơi ở đây hoặc là ở bên cái sảnh bên đó thêm ba cái nữa đó. Qua cái quầy ba này là ở bên đó có thêm hồ bơi nãy em quay rồi đó, là nó không có đủ sâu nên con nít bơi hồ nào cũng được. Chủ yếu là theo mùa hè bà con đi du lịch Las Vegas để có chỗ để ngâm nước. Mùa đông thì người ta ấy bồn nước nóng nên tắm không quá lạnh. Mỗi cái hồ bơi thì sẽ có hai nhân viên cầm cái phao á để canh chừng. Trời ơi, em ngồi trên em đợi con em tắm, nó ngâm nước nóng ở dưới thì nó ấm lắm. Bà con coi hiện trạng cái người mà khi tắm xong bước lên nè, lạnh run luôn, gió thổi lạnh run luôn. Người ngồi trên em còn lạnh nữa, giờ chi mà cái người bơi xong bước lên. À, giống ship em chưa? Bơi xong trời lạnh mà còn có chị hai. Đem áo xuống cho tròn để đi lên, không thôi là lạnh chết luôn. Rồi đi vô đại ca, lạnh quá đại ca. Ấm lại rồi. Xe qua mẹ con ơi. Ê lên, xe qua. À, giống sumo dễ sợ luôn. Bây giờ là đêm thứ hai, em sẽ đi xuống lầu 2. Lầu 2 là dành cho shopping, ăn uống và cũng là lên sảnh. Lầu 3 là casino. Nếu không ra ngoài ăn thì ở trong đây có tới 30 mấy cái nhà hàng quán ăn. Nếu ngoài lạnh quá thì mình có thể ngồi ở trong đây ăn, đi bộ vòng vòng đây tập thể dục rồi ăn uống trong đây luôn mọi người. Khỏi phải đi ra ngoài cho nó lạnh lẽo kẹt xe. Vì bây giờ mùa đông ở đây nó cũng tối sớm nữa. Lên đi vòng vòng đây cho đói bụng, quay cho mọi người xong coi ở bên trong đây. Nếu đói bụng thì tấp vô ăn luôn. Quăng đồng xu xuống kiếm may mắn để lấy anh đánh bài anh thắng. Đi không? Đây à. Ở bên nó có bảng giá đó, bao nhiêu á, bao nhiêu cho 4 người á. Quăng đồng xu xuống đi, rồi ngồi đánh bài bạn sẽ thắng.
shopping, mua sắm, tham quan, ngắm cảnh, nhà hàng đầy đủ ở đây hết. Có massage bấm huyệt tại chỗ luôn kìa. Sao con không chụp hình em ở đây? Ủa cái giọng ông đó hát sao á, ông hát ở đây vẫn nghe luôn á, ông đẩy thuyền đó. Venetian. Cái đó xà bông con ơi. Con thấy người ta rửa tay hả? Xà bông mà làm thành kẹo. Wow, trời rộng quá, hôm qua hôm nay đi còn chưa thấy hết. Ồ, mọi người nhìn cái trần nè. Wow, quá trời đẹp luôn. Hồi đứng ngay cái sảnh này nó có tới ba hướng vô lận. Bên đây là cái hướng cổng đi vô shopping của The Venetian. Còn cái cổng hôm qua em quay là cái chỗ đó dành cho mình check in khách sạn. Giờ em ra cửa coi. Chắc ra cửa ra ngoài đầu đường á mọi người. Này. Ra ngoài sảnh chính. Wow, như một cung điện luôn. Bên đây, bên tay phải em người ta đang làm sân khấu nè. Để cho sự kiện cuối năm. Còn cái chỗ bên đây là tàu á, người ta chèo ra tới đây luôn nè mọi người. Bên đó luôn. Đó bên đó là cái cổng chính á, để vô khách sạn. Để vô hotel. Hồi nãy là em ra ngoài trước cửa rồi mọi người. Là đây là lầu 2, còn đây là mình sẽ đi xuống sảnh casino. Từ casino mình quẹo phải, mình cũng có thể ra ngoài cửa. Đó, đây là cái cửa thứ nhất. Đi vô thẳng vô casino luôn. Nhộn nhịp không mọi người? Ở ngoài không biết làm sao chứ ở đây 24/24 nó cứ như vậy nè. Miễn là có tiền là cứ ở trong đây hoài đó. Mê không? Ở trên là nhà hàng, quán ăn, ở dưới đây là casino. Kéo máy kìa, chỗ 16.000 quá trời luôn. Một cái cổng thì cho mình đi vô hotel. Chỗ này để đổi đồng xu chơi ha anh. Chỗ lấy điểm cho thẻ đó. Lấy điểm. Ủa mấy người nó chơi phòng à? Wow, mấy cái phòng chơi đánh bài à? Phòng chơi poker. Mở cửa ra coi. Emily, ra ngoài. Anh,
giống cung điện không? Này là cái cổng đi vô, là đi thẳng vô đánh bài luôn á. Ở trên là shopping với nhà hàng. Còn phía bên đây là dành cho mình vô cổng chính của hotel á mọi người. Mình check in ở trong đó đó. Là hai cổng, đánh bài thì vô thẳng đây, vô mướn phòng ở đó. Giờ ở đây là, ở đây là tàu người ta chạy ra mà sao không thấy tàu ra vậy ta? Giờ này, bữa nay trời lạnh mà tối sớm nữa. Nhưng mà lạnh như vậy thì work out nó vui ha mọi người ha. Ồ, kẹt xe quá trời luôn. Lạnh quá mấy cha con không chịu đi bộ ra ngoài. Bây giờ đi ngược cho vô kiếm được cái gì đó ăn luôn mọi người ơi. Hình như ở đây đánh bài uống rượu miễn phí hả chồng? Nếu chơi thì được, người ta sẽ lợi mời mình uống rượu miễn phí rồi mình tiếp cho người ta. Cứ mình cứ ngồi, mình ngồi vô cái máy chơi á, là người ta sẽ lại phục vụ nước cho mình nè. Biết dụ khách đó ha mọi người ha, muốn uống gì cũng được hết, tại biết mình tốn tiền vô mấy cái máy này mà, tốn còn nhiều hơn tiền mua nước nữa. Mấy cái máy này chúng nếu chúng được là 10.000. Mấy máy đang lên cao cỡ 10-11.000. Đợt này thì bán đồ ăn nhanh, còn muốn ăn nhà hàng thì một hồi sẽ đi bộ qua bên phía bên kia. Thì ta bán một phần cơm là 15 đồng combo là có luôn nước. Mấy đứa nhỏ nó đòi ăn đồ ăn nhanh. Rồi qua bên đó lấy nước. Tối hôm nay gia đình em làm biếng lái xe ra ngoài mọi người, nên ăn ở trong đây. Chỗ này thì là thức ăn nhanh. Rồi. Wow, lobster với lem. Này làm biến ra đường đi ra ngoài vô đi ăn. Ở trong đây ăn luôn, khỏi đi bộ đâu xa. 35 đô. Thì lobster là 35 đô luôn. Khi ăn uống no say, bây giờ là hai vợ chồng em đi lạng vòng vòng coi người ta chơi đánh bài mọi người. Chỗ này chơi đánh bài sẽ giống như mấy thí sinh đang học bài thi cử quá. À, mỗi người ôm cái máy giống đang đi thi quá anh ha. Ở trên là ban giám khảo, giáo viên rồi. Ở giữa cái sảnh này có cái tượng Phật nè, chắc nhiều người sờ dữ lắm. Sao em mất màu của tượng Phật rồi, còn có chút vàng à. Ngay sọc bài luôn. Giờ hai vợ chồng em đi bộ. Ở ngoài sau lưng em là casino của Venetian. Giờ em đi bộ sảnh này, đi băng qua đó là qua sòng bài hotel với sòng bài casino của Palazzo. Trong này cũng có mấy nhà hàng quán ăn nè, nên nhiều khi ở trong đây rồi có nhiều người ta không có cần ra ngoài, người ta cũng có thể ăn đồ ăn trong đây mọi người. Đầy đủ nhà hàng, các loại quán luôn. Hai sảnh nó nói với nhau mọi người thấy không? Nhìn giống như là một rồi. Bên đây là casino, sau lưng em casino. Nhiều người vô ăn nhà hàng sang trọng thì lên đồ vét ha anh. Nhiều người tối đi ăn vô nhà hàng lên đồ vét. Họ bận lên đồ
như đi ăn đám cưới gì đó. Ồ, cái sảnh nó tháo xuống rồi. Rồi hồi bữa mình tới đây nó có gắn cái gì đây nè, hôm nay nó tháo xuống rồi nè. Chồng đi vô đây chồng. Ồ, bông đẹp không? Nè, hồi bữa nó chưa bỏ cây bông vô, giờ nó bỏ rồi anh. Trên đó là khu mua sắm. Quay qua sau lưng.